Chào cả Thì các có bạn. như nào, yên nào em. Xin chào tất cả anh em nhá. Chúng ta cùng quay lại trở lại với channel của mình là Singup. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng OBS đúng cách trên trên Facebook, YouTube, TikTok và trên trên các nền tảng khác nữa. Đó là làm sao để dùng đúng cách. Nói chung là mình ấy từ cách tải trước đi. Tải thì các bạn lên Google search OBS Studio vào Enter. Đó, bấm vào cái down này nhưng mà các bạn không down, các bạn bỏ chữ .com này đó. Các bạn ấn Windows nó tải về rồi. Nó sẽ tải về giải nén ra thì quá đơn giản. Ai biết làm mà. Giải nén ra thì dễ sẽ Đây ra là một cái setup. như mình đây. Đó. Đây là OBS. Xong các bạn muốn cài đặt như nào đúng không? Từ trên đúng cách đúng không? Đây là cái đường link trên rồi, mình không phải hướng dẫn nhiều nữa. Để YouTube các bạn cho link cây vào thôi. Cho link trên. Đây mình hướng dẫn, đây là cái video này của mình là hướng dẫn đúng cách nó nâng cao hơn một tí. Đây là mấy cái đơn giản này mới mấy bạn stream biết hết rồi. Đây đơn giản là mình có nâng cao một tí, đó là ở đây những cái điều về độ phân giải và hình ảnh. Bitrate này càng cao á, đó là tùy vào mạng và cấu hình máy cặp màn hình của bạn và mạng nhà bạn có cao hay không thì bạn để càng cao càng được. Đây mình để 5.000 là mạng trung bình nhà mình. Còn cái này là hai cái này là không phải cặp màn hình nhá, cái này là cặp gắn liền. Đây cặp rời này, cặp rời của mình này, thì các bạn dùng một cặp rời này thì nó sẽ máy sẽ khỏe hơn rất nhiều đó. CPU của các bạn không ở trên 10 được cả. Chỉ CPU hoạt động chỉ 8 thôi, hoặc là 10 ấy, là căng thôi. Thì khi chuyển sang bên cái này ạ, đó là dùng sang card. Nó đỡ cho máy rất là nhiều, nó đỡ lag hơn. Mình sẽ chạy khỏe hơn rất là nhiều. Ok, chuyển sang cái khác đi. Cái này rồi. Cái này để yên đi. Cái này link cho link stream vào thì cái này đơn giản quá ai cũng biết rồi. Đấy, cái bitrate này thì nên lưu ý nha. Bạn thích để cao để thấp thì để tùy vào mạng các bạn và cao màn hình các bạn. Cái này kệ đi. Cái này là video đó. Cái trên này là độ phân giải của chiếc máy của bạn. Chiếc máy của mình màn hình 920 và 1080 là đúng không? Cái này còn cái dưới cái dòng thứ hai này, đó là độ phân giải của cái video của các bạn xuất lên. Đây mình để 1920 1080 có nghĩa là nó sẽ được 1080 Full HD. Full HD thì có phải có 60 fps thì nó cũng đi có thể có Full HD được. Nhìn chuột mình này, đây là chỉnh lên 60 fps này sẽ Full HD được. Có thể máy bạn không khỏe lắm hoặc mạng yếu hoặc là máy yếu thì bạn nên để 720 đó, giảm xuống một bậc nữa, giảm xuống tới tầm một bao nhiêu nữa, một bao nhiêu nhân 720, 12 bao nhiêu nhân 720 nếu thấp hơn. Nếu các bạn thấy lag các bạn giảm từ 60 fps giảm xuống 30 fps nha thì nó sẽ đỡ lag hơn. Các bạn chỉnh mấy cái này càng cao thì nó sẽ cái máy của bạn sẽ càng giật hơn khi mà máy các bạn yếu. Máy khỏe thì không sao nhưng mà máy yếu sẽ giật khi chỉnh mắc hết cái này thì sẽ máy yếu thì sẽ giật, máy khỏe không sao nha. Yếu thì bạn thấy yếu đến tầm nào thì giảm xuống cái tầm đó. Đây hai này giảm cái này xuống 720, còn cái trên vẫn giữ nguyên cấu hình bạn bao nhiêu thì cái ở trên giữ nguyên nhé. Dòng thứ hai này, này cần phải lưu ý là giảm xuống để trên nó hợp lý, cảm thấy hợp lý với máy mình thì giảm xuống xuống bấy nhiêu đó. Cứ test thử lên, tạo một kênh test lên cái này đấy. Nó giảm xuống 30 tăng lên 60 nó cũng nặng hơn một tí đấy, tăng lên cao này cũng nặng hơn tí. Ok, ở dưới này ok hết mẹ luôn rồi. Đó là điện này hướng dẫn OBS nâng cao. Ok, nếu các bạn này chỉnh cái này nếu mà nó cao lên ạ, cao quá mạng của bạn không đủ à, nó sẽ bị drop ở đây, nó sẽ màu đỏ ở đây, nó sẽ có chữ drop frame các kiểu, chỗ góc này nó sẽ không phải màu xanh nữa, sẽ xanh đỏ tím vàng các kiểu thì máy không đủ mạnh.
nên là các bạn nên điều chỉnh cho hợp lý ở cái bitrate này. Một là bitrate, hai là cái cấu hình này, ba cái FPS đó. Máy khỏe thì để cao, máy yếu thì để thấp xuống, hợp lý, ok. Nếu các bạn cảm thấy có ích thì đừng quên bỏ lại một like, một sub giúp Xin Gùm nhá, nếu share luôn nếu có thể, cảm thấy có ích share giúp mình luôn. Cảm ơn các bạn.